Trước hết, chúng ta dành một phút để cầu nguyện Thượng Đế và Hải Hội Chư Phật hộ trì giúp đỡ cho toàn cả nhân loại sớm chấm dứt đại dịch COVID. Và hiện tại chúng ta hãy hướng cái từ trường tu hành của chúng ta, cái từ trường thanh điển, để cầu nguyện cho dân tộc Ukraine ở Đông Âu cũng sớm chấm dứt cái kiếp nạn chiến tranh này. Hôm nay chúng ta cũng tiếp tục cái đề tài năm quẩn. Năm quẩn là một cái đề tài cực kỳ quan trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta không nắm rõ được cái năm quẩn á, không nắm rõ được cái tính chất của năm quẩn, thì cái sự tu hành của chúng ta nó cảm thấy như là nó thiếu sót một cái gì đó cực kỳ quan trọng. Mà hiện tại tôi thấy rằng đa số các pháp sư họ đều không thấu đáo được cái năm quẩn. Mặc dù họ thuyết giảng năm quẩn rất là nhiều, nhưng mà dường như là họ chưa có cái sự tường tận về đó. Bằng cớ là cũng có những vị tiến sĩ Phật học này nọ mà lại phủ nhận cái sự hiện diện của ma. Thì thôi, cái vấn đề này tôi cũng hết ý kiến rồi. Bởi vì ma nó chính là cái thọ quẩn đó. Sau khi mình chết rồi, cái là lập tức cái thể cảm thọ đó, mà thông thiên học gọi là thể vía đó, lập tức nó bay ra khỏi cái thân thể, và đồng thời với nó là cái thể nhận thức, tức là cái thể trí mà gọi là tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn đó, nó cuốn đi ra ngoài luôn, đi ra ngoài khỏi cái sắc quẩn là thân thể. Thành ra rồi, vì vậy mà chúng ta cũng cần phải thấu đáo cái năm quẩn đó. Hôm vừa rồi chúng ta cũng có nói rằng, chúng ta cũng đã biết rằng khi mà vũ trụ vạn pháp chưa có thì vốn đã có cái tiên thiên khí, còn gọi là chân như hay là chân tâm. Nó không hình không tướng, nhưng mà cực kỳ màu nhiệm. Rồi cái chân như chân tâm nè, cái tiên thiên khí này nè, nó mới biến hiện ra thành các hạt. Rồi các hạt đó nó sẽ biến hiện ra thành các hạt lớn hơn. Rồi các hạt lớn hơn đó, nó sẽ biến ra thành các hạt lớn hơn nữa. Cho đến khi mà chúng ta có các hạt, gọi là các hạt, hạt vật chất đó, hạt nguyên tử, hạt tử, nguyên hạt nguyên tử của cái thế gian này. Chúng ta thấy cái thế gian này á, vật chất nó ngàn sai muôn khác vậy đó. Nhưng mà tất cả vật chất này đều được hình thành từ những đơn vị các hạt gọi là nguyên tử. Rồi các cõi giới tinh thần, cõi giới của cảm thọ, tức là thể vía đó, nó cũng được hình thành từ các hạt, nhưng mà các hạt đó nó thanh nhẹ hơn các hạt nguyên tử của thế gian này. Ta gọi chung là các hạt tinh thần đi, chứ bây giờ biết đặt tên gì bây giờ, hay là các hạt của cõi giới cảm thọ. Rồi lên tới những cái cảnh giới nhẹ hơn nữa, thì những cảnh giới nhẹ hơn đó, nó cũng được cấu tạo bởi các hạt. Và các hạt đó chúng ta cũng gọi chung là các hạt tinh thần. Bởi vì chúng ta mắt thịt chúng ta không thể thấy được, nhưng mà nó càng lên cảnh giới cao thì các hạt nó càng thanh nhẹ đó. Hôm nay tôi muốn nói với quý vị về hình tướng hư huyễn của vạn pháp.
Hư có nghĩa là trống không, quyển là giả dối, có nghĩa là hình tướng của vạn pháp đều là trống không giả dối cả. Nhưng mà bản thể hay là thể gốc của vạn pháp thì là thực thể, thì là chân thật. Bởi vì tất cả đều là từ cái chân như, chân tâm, tiên thiên khí. Nó không hình không tướng, nhưng mà nó có thực thể. Nó rất màu nhiệm, đã tạo ra vạn pháp gồm vô lượng vật chất cũng như vô lượng tinh thần. Còn tại sao cái hình tướng của vô lượng vật chất và vô lượng tinh thần đó, cái hình tướng nó lại là hư huyễn? Hôm trước thì tôi cũng có nói với quý vị về vật chất, về sắc quẩn đó, do đất nước gió lửa tạo ra. Để riêng đất nước gió lửa này riêng ra rồi á, thì cái hình tướng đó không còn nữa. Trước khi có cái hình tướng đó thì đất nước gió lửa vốn đã có. Khi mà cái hình tướng nó đang có thì đất nước gió lửa đương là cái hình tướng. Rồi khi mà chúng ta trả các cái đất nước gió lửa đó đi ra ngoài rồi, trả thứ nào về thứ đó rồi, thì cái hình tướng nó không còn. Như vậy thì đất nước gió lửa thì luôn luôn có, luôn luôn còn như vậy. Hoặc là đất nước gió lửa nó có, nó còn ở một trạng thái này. Hay là đất nước gió lửa nó có hay là nó còn ở một trạng thái kia. Thì nó cũng là để nói lên cái tính chất chân như của nó. Chân như có nghĩa là chân thật của nó. Chân thật là luôn luôn có. Hoặc là có ở trạng thái này hay có ở trạng thái kia. Còn trong khi cái hình tướng do đất nước gió lửa hợp lại, có khi có khi không. Khi mà đất nước gió lửa nó duyên hợp lại thì hình tướng có. Khi đất nước gió lửa nó tan rã ra đó, thì hình tướng không còn. Như vậy thì cái hình tướng đó có lúc có lúc không, như vậy là giả, là hư huyễn đó, là trống không giả dối. Cái hình tướng đó nó có, chỉ có trong cái ý niệm vô minh của mình thôi. Đó. Đó là hôm trước tôi nói với quý vị như vậy. Những gì đã tạo nên cái sắc quẩn là đất nước gió lửa. Hôm nay thì tôi nói với quý vị, vô lượng các pháp vật chất là do vô lượng vô biên các hạt, là hạt nguyên tử đó, tạo thành. Vô lượng vô biên các pháp tinh thần, tức là các cảnh giới thuộc về cõi trời đó, thì nó cũng do vô lượng vô biên các hạt tạo ra. Chỉ có điều là các hạt tạo ra các cảnh giới, các cõi trời đó, các hạt đó chúng ta không thể nhìn thấy bằng con mắt thế gian này được, cho nên tạm gọi nó là các hạt tinh thần. Các hạt vật chất là các nguyên tử, và các hạt tinh thần nó chỉ khác nhau là như vậy thôi. Cái mà chúng ta thấy được qua những cái công cụ vật lý, các công cụ vật lý của thế gian thì ta gọi đó là các hạt vật chất, các nguyên tử, các hạt tử. Còn các hạt mà chúng ta dùng cái công cụ vật lý của thế gian này mà chúng ta không thể nhìn thấy được thì ta gọi là các hạt tinh thần. Thì vô lượng vật chất và vô lượng tinh thần đều được tạo ra từ các hạt, hoặc là từ các hạt vật chất nếu là vật chất, hoặc là từ các hạt tinh thần nếu là các pháp nó thuộc về tinh thần. Nhờ cái sự duyên hợp, cái sự kết hợp của các hạt đó mà chúng ta có hình tướng. Ở vật chất này, thân thể này, cũng như tất cả mọi hình tướng khác, cây cỏ núi rừng rồi này nọ vân vân và vân vân, nó đều có cái hình tướng là do cấu tạo bởi vô lượng vô biên các hạt nguyên tử vật chất hợp lại mà thành ra có cái hình tướng đó. Rồi các cõi giới tinh thần cũng được cấu tạo bởi vô lượng vô biên các hạt tinh thần. Quý vị đừng có nghĩ rằng cõi giới tinh thần, các cõi trời không có hình tướng. Nếu không có hình tướng thì tại sao chúng ta trong kinh điển, trong thánh giáo của Cao Đài thì cũng có nói là tiên nam tiên nữ. Tiên nam thì rõ ràng là cũng có cái hình tướng nam, tiên ông rồi này nọ cũng có cái hình tướng của phái nam chứ gì. Tiên nữ hay là tiên cô
thì nó cũng có cái hình tướng của một vị nữ đó, rồi tả cái cảnh giới của các cõi trời đẹp cây cỏ rồi này nọ, thì cái bông hoa này nọ thì cũng có cái hình tướng đó. Nhưng mà cái hình tướng đó, những cái hình tướng đó được cấu tạo bởi những cái hạt của cái cõi giới tinh thần thuộc về cái cảnh giới đó. Rồi tôi cũng chứng minh cho quý vị thấy, ở bên Phật giáo Đại Thừa thì kinh A Di Đà thì cũng có nói về cái hình tướng của cảnh giới A Di Đà đó. Nói về cảnh giới A Di Đà, hoa sen thì hoa sen màu xanh thì tỏa ra cái ánh sáng màu xanh, thanh liên thì có thanh quang, bạch liên thì có bạch quang, bạch liên là hoa sen trắng thì có bạch quang là ánh sáng trắng, hồng liên thì có hồng quang, rồi quỳnh liên thì có quỳnh quang. Đó là cái hình tướng của những cái hoa sen của cái cõi giới A Di Đà đó. Rồi cũng nói là cảnh giới A Di Đà cũng có Phật A Di Đà, rồi các hàng Đại Bồ Tát, rồi các hàng Bồ Tát, rồi các hàng Thanh Văn Duyên Giác A La Hán này nọ, thì cũng cũng có hình tướng đó. Rồi cảnh giới A Di Đà cũng có chiếc lá rơi, cũng có chiếc lá rơi. Trong những cái câu thần chú, những câu thần chú của kinh điển Đại Thừa đó, cái tôi nhớ là Toro Toro là lá rơi của cõi Phật đó. Toro Toro, quý vị mà đọc thần chú có quý vị có nhớ không? Toro Toro á, kinh chẳng hạn như trong thần chú Đại Bi đó thì cũng có Toro Toro. Toro Toro nó có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà trong những nghĩa đó có cái nghĩa là lá rơi ở cõi Phật. Ngộ ha, ở cõi cõi Phật là cõi bất sinh bất diệt nhưng mà cũng có lá rơi. Cũng rất là thi sĩ ha, cũng rất là thi văn á. Thì quý vị tất cả đều cấu tạo bởi các hạt. Cõi giới nào thì có các hạt của cõi giới đó hợp lại, duyên hợp lại mà thành ra cái hình tướng đó. Bây giờ nếu mà trường hợp mà vào cho cõi giới vật chất, chẳng hạn như thân thể của tôi nè, cấu tạo bởi hàng không biết vô lượng vô biên các nguyên tử, tỷ 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 các hạt nguyên tử. Bây giờ nếu mà tôi gấp ra từng hạt từng hạt từng hạt, nghĩa là cấu gấp ra vô lượng vô biên các hạt, vô lượng vô biên các hạt tạo ra thân thể tôi. Bây giờ tôi gấp ra vô lượng vô biên các hạt đó, tôi để riêng 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 ra hết, thì cái hình tướng này không có còn nữa. Trước khi có cái hình tướng thân thể này thì các hạt vô lượng vô biên các hạt, tỷ tỷ các hạt vốn nó đã có sẵn rồi, có phải vậy không? Vốn nó đã có sẵn rồi, nó có sẵn ở trong thức thực phẩm, thức ăn thức uống, nó có sẵn trong không khí, nó có sẵn trong cả cái thế giới này, trong cả vũ trụ này vốn nó đã có sẵn rồi. Rồi do cái nhân duyên mà mẹ tôi có thai tôi, rồi thì mẹ tôi cũng phải sống rồi ăn uống này nọ, tức là đem cái những cái nguyên tử của đất nước gió lửa đó, của thức ăn thức uống rồi nọ đó, không khí đó đem vô để tạo ra thân thể của tôi. Rồi khi mà 9 tháng 10 ngày sanh ra cái thân thể của tôi thì các hạt nguyên tử vốn đã có từ trước rồi, vốn đã có từ khi chưa thọ cái mạng của tôi, chưa có kết thành cái thai bào trong trong cái thân thể của mẹ của tôi. Rồi khi kết thành cái thai bào trong thân thể mẹ của tôi thì các nguyên tử nó tụ hợp lại đó. Rồi sau khi mẹ tôi sanh ra thì các nguyên tử cũng vẫn còn đó đó, rồi cho tới khi mà tôi già, không đợi tới già mà mỗi giờ mỗi phút mỗi giây thì cũng có những tế bào đã chết thải ra rồi đưa những cái đất nước gió lửa bên ngoài vô để tạo ra cái thân thể này. Nghĩa là các nguyên tử đó luôn luôn lúc nào nó cũng có nữa. Nó có từ lúc chưa có thân thể,
nó có đang lúc có thân thể, rồi khi mà cái thân thể này tan rã ra thì các nguyên tử nó vẫn còn nguyên đó, nó luân lưu trôi chảy khắp cả trong vũ trụ luôn đó. Thì quý vị nhìn qua vậy thì quý vị thấy rằng vô lượng vô biên các nguyên tử lúc nào cũng có phải vậy không? Vô lượng vô biên nguyên tử vật chất này lúc nào cũng có. Như vậy thì cái vô lượng vô biên nguyên tử này nó lúc nào cũng có, tức là nó là chân như, là chân thật vậy đó, không bao giờ mà nó biến mất, hoặc là nó có ở trạng thái này hoặc là nó có ở trạng thái khác, chứ nó không bao giờ nó biến mất. Gọi đó là chân như, gọi đó là tiên thiên khí, gọi đó là hư vô chi khí, gọi đó là chân tâm. Nó chân thật như vậy đó. Đó là cái bản thể đó, cái thể gốc đó, nó chân thật như vậy đó. Luôn luôn nó có, luôn luôn nó còn. Còn cái hình tướng do nó tạo ra, cái thân thể của tôi, thân thể của tôi nè, khi chưa có cái thân thể này thì những nguyên tử vốn đã có sẵn rồi. Rồi khi có thân thể này thì những nguyên tử đó đó, nó cũng đang có mặt ở trong thân thể này, tạo ra thân thể này. Rồi khi mà thân thể này tan rã thì những nguyên tử đó nó sẽ đứng rời ra, nó có mặt ở trong cả vũ trụ vạn pháp luôn. Hình lúc bây giờ hình tướng cái thân thể của tôi không còn nữa. Như vậy những nguyên tử luôn luôn là có, cho nên là bất sinh bất diệt. Còn trong khi cái hình tướng của tôi có lúc có lúc không, như vậy là giả rồi, có sanh có diệt. Hình tướng của quý vị cũng vậy, rồi hình tướng của cả vũ trụ vạn pháp này về mặt vật chất cũng vậy. Như vậy là tôi đã chứng minh cho quý vị thấy, tôi đã cho quý vị biết được cái nào là chân, cái nào là giả. Chân thì luôn luôn lúc nào nó cũng còn, luôn luôn lúc nào nó cũng có. Còn cái giả đó thì nó có lúc có lúc không. Giả là cái hình tướng đó, có lúc nó có lúc nó không đó. Còn nói về các pháp tinh thần thì cũng quý vị hãy căn cứ, hãy dựa vào những cái pháp vật chất mà tôi vừa nói đó, để quý vị có thể hiểu qua được các pháp tinh thần. Cái hình tướng của tinh thần nó cũng vậy, nó cấu tạo bởi các hạt tinh thần, rồi khi mà các hạt tinh thần đó hội tụ lại thì thành ra cái hình tướng của tinh thần. Còn khi mà cái phần tinh thần đó nó hết phước báo rồi, nó tan rã ra thì cái hình tướng tinh thần đó nó không còn nữa. Nhưng mà các hạt đó nó vẫn còn nguyên, các hạt đó vẫn còn nguyên, các hạt đó được trả về cho cái cảnh thế giới tinh thần. Cũng như khi mà cái thân thể vật chất của chúng ta còn là đất nước vô lửa, nhưng mà khi mà nó tan rã ra rồi thì đất nước vô lửa, những nguyên tử vật chất của đất nước vô lửa này cũng được trả về cho cái cảnh giới vật chất đất nước vô lửa thôi. Thì tinh thần nó cũng vậy đó. Cho nên cái hình tướng của vô lượng vật chất và hình tướng của vô lượng tinh thần đều là hư huyễn cả. Còn cái bản thể, tức là cái thể chân thật đó, thì luôn luôn lúc nào nó cũng có, luôn luôn lúc nào nó cũng còn. Cho nên gọi là chân như, là tiên thiên khí. Gọi đó chính là Thượng Đế, gọi đó chính là Tạo Hóa, gọi đó chính là Phật. Tạo Hóa, Thượng Đế hay chư Phật chính là cái bất sinh bất diệt đó, chính là nhờ những cái sự thật, chính là cái thực thể màu nhiệm đó. Và khi á mà chúng ta tu hành, bởi vì chúng ta đã trải qua quá nhiều vô lượng vô biên thời gian, chúng ta luân hồi nhiều đời nhiều kiếp rồi. Chúng ta có biết tại sao mà chúng ta luân hồi nhiều đời nhiều kiếp vậy không? Là bởi vì chúng ta bám chặt vô trong cái hình tướng vật chất, hình tướng tinh thần. Nó hư huyễn, nó giả dối, nó trống không vậy, mà chúng ta lại bám chặt vô cái hình tướng đó. Chúng ta cho là thật sự có, rồi chúng ta bị vướng kẹt. Khi chúng ta bám chặt vào cái hình tướng của vật chất, hay là bám chặt vào cái hình tướng của tinh thần, bám chặt vào cái tư tưởng, cái nhận thức, bám chặt vào cái tình cảm thương yêu, giận ghét nào đó, tức là chúng ta đã bám chặt vào trong cái hình ảnh của vật chất đó. Chẳng hạn như
Khi quý vị thương yêu một người nào, khi quý vị thương yêu một người nào, tức là quý vị đã trói cột cái hình ảnh của những cái người mà quý vị thương yêu, trói cột vô trong tâm của quý vị, trói cột vô trong tâm của quý vị. Rồi cái ghét cũng vậy, khi quý vị ghét một người nào thì quý vị cũng đã trói cột cái tư tưởng của quý vị, nó cũng đã trói cột cái hình ảnh của cái người mà quý vị ghét đó vào trong tâm của quý vị. Những tham sân si đều là như vậy hết sao trơn. Mình đều trói cột cái hình ảnh đó vào trong tâm của mình. Rồi những cái hình ảnh đó đó, nó kết hợp lại với nhau mà tạo ra cái chủng tử là cái hột giống. Cái hột giống nó lưu dấu những cái hành động, những cái tình cảm, cảm giác, tư tưởng, nhận thức của quý vị. Nó như trong đó đó. Rồi thì quý vị phải đầu thai trở lại thôi. Đó. Bởi vì có nó lưu giữ trong đó, nó lưu giữ trong đó thì phải đầu thai trở lại. Đây là vấn đề mà cực kỳ quan trọng mà tôi cũng phải nói đi nói lại rất là nhiều lần trong nhiều cái clip như vậy. Cho nên vấn đề quan trọng là vấn đề chúng ta tu hành, chúng ta phải biết chọn lựa cái pháp môn cho tốt, để chúng ta mới gội rửa những cái ý niệm sai lệch của chúng ta. Rồi chúng ta coi hay nghe những cái clip, những cái video nào của các pháp sư thì chúng ta cũng phải tuyển chọn những cái vị pháp sư đó có hiểu đúng đắn cái chân lý màu nhiệm của vũ trụ hay không. Chứ không phải là chúng ta coi quá nhiều mà rồi họ nói không đúng. Chẳng hạn như có những pháp sư mà họ phủ nhận ma. Trời ơi, họ khi mà họ đăng đàn thuyết pháp mà họ, tức là người ta đã nhìn họ, người ta cứ nghĩ rằng họ có một năng lực. Nhưng mà họ lên họ nói như vậy thì tôi cũng không biết rằng cái năng lực của họ ở mức độ nào mà nói nữa. Thậm chí xưng là tiến sĩ Phật học, vân vân và vân vân. Nhưng mà lại phủ nhận cái sự hiện diện của ma, tức là vong linh người chết á, thì cái điều này thật sự là rất đáng trách. Người ta là chúng sinh, người ta rất trong nhờ những bậc đạo cao đức cả dẫn dắt người ta trên con đường tâm linh, trên con đường tu học, mà rồi không biết á, thì thôi không nói. Còn cái này nói sai sự thật thì rất là nguy hiểm. Cho nên tôi muốn nói với quý vị về cái điều đó. Thôi thì hôm nay tôi cũng đến với quý vị trong một đoạn giáo pháp, đưa ra những cái chân lý màu nhiệm như vậy. Ngắn ngắn thôi, chứ còn nói dài quá thì quý vị xem những cái clip dài quá quý vị cũng ngán nữa. Thôi bây giờ chúng ta đưa cái tư tưởng, đưa cái từ trường thanh điển về sự hiểu biết giáo pháp cho tất cả mọi người.